Ok, được rồi. Làm bộ không à? Sao miếng bự quá vậy? À, đứng dậy làm con voi cho mommy coi coi. Làm con voi xong ăn tiếp nha. Rồi làm đi. 1 2 3. Con voi, con voi cái voi đi chứ. Hả? Con làm con voi đi. Gì? Gì? Gì vậy? Sao không làm? Con lấy cái đó, con lấy nó con lắc lắc đi nè. Vincent, con lấy cái hai cái cây này con lắc cho mommy coi coi nè con.